Chào các bạn. Hiện tại thì A Tú đang có mặt tại ba đoạn cua khó nhất ở trong bản. Và như tập phim hôm qua thì các bạn cũng đã biết là anh Tuyến bắt đầu là mở đường phá tuyến mới để bỏ hai đoạn cua khó nhất ở trong bản này qua cái vách đá này này. Thì hiện tại thì mình đến đây thì thấy anh Tuyến bắt đầu nổ máy làm rồi. Và trong cái thời tiết hôm nay phải nói là cực kỳ là lạnh luôn. Thời tiết nay chắc nó cũng phải rơi từ khoảng 10 độ, sương mù dày đặc. May là cũng ở trọ gần đây thì ở cách đây có 10 km rồi. Là đi rất là sương mù, không nhìn thấy gì luôn. Và đây nó còn đỡ sương một tí. Hôm qua thì nghe mấy anh em bảo là đá nó rất là nhiều. Chưa đến cái đoạn phá đá thôi nhá, mà đây là đoạn múc đất thôi nhưng mà đá rất là nhiều, khó làm các bạn ạ. Cái rào nó thấp. Khi mà đá nó lăn xuống đường nó nhảy vượt cả bờ rào luôn. Đây, tại thì và đến đây là thấy đống đá ở dưới bờ rào kia rất là lớn rồi. Có người đi qua lại thế này dở lắm. Ô, cái này phải cấm đường thôi. Thành ơi, xem mà hô bà con lấy xe lấy xiếc lên hết thì không làm này là không làm được đâu. Hô chưa? Ê, nguy hiểm lắm chứ, nó nhảy xuống tầng dưới cái đấy. Đổ cái hùm kia đổ được không? Cái hùm bên kia đổ được cái gì? Đổ cái hùm này bây giờ quay đầu kiểu gì nhỉ? Thế phải mở, có khi phải mở cái chỗ này rộng ra tí để ô tô tiến đít xuống đây, lao đầu ở đây không đầu lùi xuống kia thôi. Mà nguy hiểm lắm, cái này dốc. Nó không phải là như kiểu đường nó bằng đâu, cái này nó dốc lắm các bạn ạ. Như chỗ này mà mở rộng ra thì vẫn có ô tô vẫn có thể là đâm đầu vào kia lùi đít thẳng kia được. À, hay là chơi kiểu này nhỉ? Lùi đít vào đây, tiến đầu vào kia, lùi đít đổ đây. Được đấy. Đây các bạn này, hôm qua chỗ này nó đá lăn qua đây, đất lăn xuống đây phải lấy máy xuống để san gạt này. Còn những chỗ này đá nó không phải đá nhỏ đâu. Nếu mà đá nhỏ nhỏ thì xuống đây thì cái bờ rào này chịu được. À nhưng mà chỗ rào này hôm qua không rào ra đến đây à? À hôm trước không rào ra đến đây. Đây bà con làm cái bờ rào này đây. Bờ rào bằng 3 lớp các bạn ạ. Một lớp bọc đứng cây to, 4 cây ngang và lưới B40. Đó, xong bắt đầu đá xuống đâu được ấp vào đấy, nhưng mà cái lực đá của cái đấy này nó rất là lớn. Nó đi qua đây nó nhảy lên, nhảy vượt qua kia. Nhà thì không dính đâu nhưng mà cái chuồng trâu này rất là nguy hiểm luôn. Anh em đang tính phải chở bằng ô tô rồi các bạn ạ. Khó khăn đấy. Đơn giản đâu. Mang vào trong á, mở từ trong ra. À, từ trong ra. Hả? Mở từ trong. Ở đâu? Mở quay một cái đây này. Xây một tường qua đây xong là vào cua thôi. Tường ở đây là sao chịu được. Múc lấy máy múc xuống. Được. Cái vực này xếp được khoảng 6-7 cái giò đá lên này. Cua tốt chứ. Cái này á, sâu thế này sao mà nó chịu được. Chục mét. Tận dưới kia. Chục mét. Đổ đá đây được không? Được, đây được. Có ở dưới có nhà không? Không có, nhà hầu lương. Đổ đá lên sao lùi vào được. Đấy sợ uống nước rồi đấy. Lại ông Lao đầu ô tô vào đây không, đổ đây được không nhỉ? Đâu, đi kia chứ, lùi đi được kia nhá. Máy xúc múc lên, lao đầu ô tô vào cái xe Uy này. Đấy, mở cái này to ra một tí. Xong là đổ đá ở đấy thôi. Đây cái đoạn đường này chưa lấp, bây giờ mới đang là gầu múc thôi các bạn nhé. Nếu mà đi thẳng thì nó phải đục vào một tí nữa cơ. Nhưng mà cái đá này cũng đá mềm thôi. Đào vào đến đây được khoảng chắc được chục mét gì đấy. Đá nó lan khiếp quá. Bây giờ cho máy xúc vào làm từ trong giật ra các bạn ạ. Xong là lấy ô tô vào. Ô tô thì phải không cua được đâu mà cứ tiến xong rồi lùi đít vào tận trong kia. Xong bắt đầu mới đến cái chỗ vách đá này, bắt đầu là làm ở đâu là múc đi ô tô lên đấy. Đi đổ. Hiện tại thì máy xúc đã di chuyển vào phía bên dưới này. Đây là cái tuyến đường dẫn vào bản. Và theo dự kiến là sẽ đào sâu ở trong kia và vắt đường ngang qua trên này các bạn ạ. Đi vào vách đá đấy. Thì bây giờ máy xúc tiến vào trong kia làm từ đây mở ở trong, mở lên trên này trước. Để khi mà bắt đầu vào đá phát là sẽ lùi ô tô vào các bạn nhé. Sẽ lùi tìm cách nào để lấy cái ô tô xuống dưới này. Tức là nó không cua được đâu, chỉ có đi tiến xong là lùi, tiến xong là lùi kiểu gì vào trong đường đây và tiến ô tô lên kia, à lùi đít ô tô lên kia và múc đá lên thùng ô tô. Xong tiến về đằng này và đổ bên hủ bằng này. Để nó không bị dính vào nhà kia. Phương án cuối cùng là vậy thôi các bạn ạ. Mỗi cách này thôi. Bà con thì đang phải chôn ống nước chưa lại cho bà con ở trong bản này, ở dưới này. Nghỉ máy tí đi. Xuống đi anh em, tập trung xuống làm cho nó. Đâu đấy, người ở đâu đấy? Dưới này à? Cái này phải có một người canh cẩn thận đấy, ghê bó bả. Xuống xem bà con sửa ống nước coi. Làm đi, tắt máy rồi, làm nhanh một tí. Tua máy rồi. Mấy chị em đang đào ống nước ở đây các bạn này. Mình gọi cái máy ngoài kia vào người ta vẫn chưa trả lời, gọi điện chả thấy nghe máy. Một đi chả thấy trở lại nữa. Nếu vào đây hỗ trợ hai máy thì nhanh quá nhưng mà người ta lại chả gọi điện báo lại mình. À đây à, cái ôi, 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 bị buộc à? Đấy, chị em chui ở trong rừng này để mà chôn ống nước cái này. U ống nước to thế. Cái này khả năng là treo nó. Ờ đúng rồi đấy, treo lên cây ấy. Treo lên cây nhưng mà đã treo nó phải treo một loạt. Không thì bên kia nó lại dính. Cái gì? Hà. Hà lùi xuống đây. Ui, sáng nay bà con làm được nhiều đấy rồi cả. Dài từ bên kia về đây rồi cả. Từ suối về đây rồi á? Đuôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người à? Đông phết rồi, thế mà mình đứng ở trên đường từ nãy giờ. Không tưởng giờ không có người làm, hóa ra là bà con cũng làm vậy đấy. chôn xong cái này không chiều ra phải ra dọn cái lán rồi nhá. Cho lán ở trong này, dựng lán ở trong này. Kiếm cho A Tuyến một bà nhá. Kiếm cho hai bà cũng được à? Một bà thôi. Kiếm một bà đẹp đẹp vào là cho ngủ lán mới. Kiếm cái bà to là thích thích theo người đấy. Tấu, bà to nào? À, cái bà đấy á. Này, cõng cả con đi làm này, một này, hai này. Thế thì ác. Bà con Háng Đay này làm việc tích cực phết đấy nhỉ. Ôi, sao có đá ở đâu về đây? Hôm nào đổ bê tông này, đội này chắc là làm mạnh lắm ấy nhỉ. Háng Đay này, được đấy. Đội tuyển mạnh đấy. Em cõng trên này là mấy đứa rồi? Mấy đứa con rồi? 5 mà? 5 con rồi á? Sinh năm bao nhiêu? Không biết tuổi nữa. Sao không bảo 18 tuổi? Đây là vợ của anh này à? Vợ của em à? Thứ tư từ đây vào. Thứ tư từ đây vào. Người Mông mình phải làm hai vợ chứ. Ừ. Ngày xưa các cụ toàn thế mà đúng không? Người Mông ấy. Đấy là ngày xưa. Ừ, bây giờ một vợ đã không ở nội rồi. Toàn bị vợ đuổi rồi đấy nhỉ. Đây là vợ của anh nào? Cõng con em ấy. À gì? Kia lại đây này. À, vợ của A Dù. A Dù, 5 đứa con thật à? Ây da, máu thế. Chú có dao à? Chú phát đi trước đi. Phát đi trước cho các chị em nó đào cho. Toàn chui qua rừng già để làm với các bạn này. Cây cối tùm này. Toàn cây to này. Lúc đào đường phải tránh né hết các cái cây nguyên sinh các bạn ạ. Đố đấy, đố nhá. Đây này cao. Kéo gì ra đây. Đó con ơi. Cái tù mà nhún lông cậy. Nó ra tí nữa ha. Nhún lông cậy lông cái là nó chúa. Bảo theo tí vợ đợi đá nó này đỏ lắm. Sao đấy, sao tự nhiên lại đây đang thiếu, có nghĩa là ở đây về thẳng thì tới, còn mình làm qua chỗ này lại không tới thì đang đi kiếm dây à? Kiếm một đoạn này nối từ đây. Đấy, cứ lần mò đi theo rừng này các bạn ạ. Đoạn này đến đoạn kia bắt đầu múc được quá nhiều. Máy nó qua rồi đúng không? Chôn lên đây thôi. Chôn lên đây à? Ừ. Anh Tuyến à, anh ơi. Anh Tú ơi. Ơi. Bây giờ mút rồi nhá. Ừ. Anh Tuyến ơi. Mút ạ. Anh Tuyến ơi. Mút đi. Ok, bà con làm đến đoạn trước mặt kia là đoạn cuối rồi các bạn. Giờ lên tiếp tục cho máy bắt đầu múc tiếp thôi. nhỏ rong lấy củi bà múc đi, múc tiếp đi. Xong rồi, chắc ngủ. Ui, đây chỗ này có hòn đá to chứ. Đất ở đây thì gặp đá là nhiều. Tảng đá này to thế. Đá này mai sau chắc cũng phải phá này. Đoàn quân Háng Đay lên rào tiếp cái phần lưới B40 còn sót các bạn ạ. Còn chưa xong. Thật ra cái lưới B40 này là để chắn, gọi là họa hoàn có hòn nó rơi xuống thôi, chứ còn nếu mà để mà chắn cả một cái tràn đá phá xuống thì nó đầy đường lên thì nó chắc chắn là nó phải nhảy qua rồi. Nhưng mà không có cái này thì không được đâu các bạn ạ. Không có nó làm lụp bụp xuống nhà này đi thì bắt đền chết. Bà con rào rất là chắc chắn luôn, như lúc nãy mình nói đây, đây này. Cây như này mà. 1 2 3 4 5 6 cây như này cơ mà. Làm rất là chắc chắn luôn đây. Chặt những cái cây khủng lấy về chôn đây này. Này. Những chỗ này là bà con biết chỗ này là chỗ trọng yếu. Chỗ trọng yếu xuống cái nhà kia. Làm những cái cây to bằng người luôn. Đây. Đấy. An toàn chắc chắn này mà. Ví dụ mình là mình đào, mình đục ấy, đục múc lên ô tô, ví dụ có cái viên nào mà nó kiểu nó hỏa hoạn, nó có viên nào nó lăn xuống thì nó mắc ở đây. Chứ còn múc như hôm qua thì không ổn. Múc như hôm qua các bạn ạ, nó nếu mà ở tốc độ này, tức là mới múc xuống ấy thì ok, thoải mái, không lăn, không vượt qua được. Nhưng mà đá nó lên tầm này. Đá nó lên cao tầm này thì nó nhảy bụp phát xuống, nó có tràn đá ở đây mà. Đá lấp xuống đây mà, tầm cao tầm này thì nhảy bụp vào đây, nó nhảy phát vọt qua luôn. Đấy. Nó thế. Ok, dở ra đi, dở ra để rào nốt đi. Lưới này đắt phết đấy. Mua 800 bao nhiêu ấy. Một cuộn này đấy, sắt vụn lên hay sao ấy. 3 cuộn này hết 2 triệu mấy cơ mà. Mấy mà mảng cô có cái gì đấy. Đi chỗ tôi nó ra. Mình son nhau nhau ạ. 3 cuộn này mới được có 15 mét các bạn ạ. Dừng. Khô rồi. Đang hô. Hả? Cái gì? Rào thấp như này là đúng rồi cần đến à? Đá nó nhảy lên à? Thế thì cho nó lên khoảng 20 phân. Nó lên khoảng 20 phân. À. Đấy. Tầm đấy. Ngày sau đá nó lấp lên đây đúng không? Ừ, được. Nhưng mà cái này nó phải ở đây, buộc nó phải chắc rồi, cái này không nó chui qua đây thôi. Đấy. Ok rồi đấy, bây giờ lấy đinh hoặc là tháo ra cũng được mà. Em lấy cái đấy buộc luôn em. Thằng ấy cơ mà, đang vặn vào cơ mà, vặn ra đi. Chị em đi. Ủa đây. Buộc một lớp này nữa, lớp ở cây ngang ở trên cho nó đá nó khỏi lăn qua trên này. Buộc luôn đi. Đây đây, từ từ nhá, cho anh xin cái dây. Ôi. 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 Nào 2 3 2 3 2 rồi đấy. Đấy, như này nó mới chắn được. Cây lon sơn dây sang tỏ chứ. Ấy. Lầu sau à. Đỡ đỡ nhá. Trượt xuống tay á. Hào, 2 bước. Trang vào. Thứ đầu có tới nhà lò. Lò ra, tao lộ. Đi chú ạ. Nào, 2 bước. Nào. Tao nó rú luôn vàng nữa này. 2 bạn. Lò. Vô. Mấy chị em người Mông này đang kể chuyện chồng đi làm xa cười khí khí cái này, mình cũng không hiểu được cái sâu xa mấy nhưng mà sơ sơ anh em bảo thế. Ok, ổn rồi, 11 giờ rưỡi rồi, ngủ chế đây. Về nấu cơm cơm nước xong là chiều đi chuyển lán nhá. Còn chuyện xa chồng thì hôm nào lên lán bàn với A Tú nhá. Em này xa chồng phải không? Em sinh cái này. Đấy, xuống bản ăn cơm nhờ nhà nào đấy thôi. Đi bây giờ đi ra lán xa quá các bạn ạ. 2 cây số. Đây, quay máy lại bên này cho các bạn nhìn là đường anh Tuyến đã mở lên được một đoạn nữa. Ôi sao sẽ mở lên ngược dốc lên dốc thế? Đi thẳng ra ngoài cái một đoạn nữa cơ. Đi ra một đoạn nữa đã. Anh Tuyến ơi, cua nó phải ở tầm đoạn cái cây kia cơ. Cua nó phải ở tầm đoạn cái búi cây, cái ngựa cái cây kia lên cơ, đoạn kia cơ. Tí nữa cái đất thừa nó xuống cái nhà dưới này không đào đâu. Làm gì, nhà nó ở bên kia, cái này cái khe kia mà. Ở bên dưới này có 2 cái nhà mà. Nhà nó ở bên mé bên kia, bên khe, ở đây có cái khe mà. Nó phải ra một đoạn nữa, cái này lên dốc quá không ấy được đâu. Nó phải ra đoạn đoạn búi mua kia kìa. Xong mở rộng cái đoạn kia lên mới vắt lên được. Bây giờ múc xuống đây được không? Số này hơi khó. Có một nhà dưới này mà. Hả? Thằng ấy. Ui. Thế phải xem kỹ chứ. Một nhà ở đây, một nhà này thấy rồi gì? Nhà này thì nhưng mà đó, hả? Ở đây gì đây gì? Vâng. Đây múc xuống vế này vẫn được quá. À? Nó có khe không? Nó có khe không? Có một khe nhưng mà có khe thì nó không lăn qua được, nhưng chỉ sợ không có khe thôi. Đây tầm này vẫn thả xuống được đâu đúng không? Tầm này vẫn xuống được này. Có nghĩa là ở trong đấy có 2 nhà, một nhà dựng như này này, một nhà cái nhà bếp của nó ấy. Bây giờ cắm cọc tiêu cho anh Tuyến nên là mốc từ đây thôi. Đổ từ đây lại cắm cái cây kìa. Cái chặt cái cây cắm. Cây bé anh được để làm tiêu thôi. Vừa nãy các bạn ơi, vừa nãy là mình điện cho lái máy múc rồi. Người ta bảo là đang bận công trình. Thì thật ra là cũng vào được thôi, nhưng mà đang bận công trình khoảng độ 2 tuần nữa họ mới vào làm được. Thì thôi mình trả lời luôn là thôi em cũng túc tắc làm dần thôi. Bây giờ chờ các anh thì lâu lắm. Công việc mà cứ chờ như thế thì lâu lắm các bạn ạ. Nên là thôi máy cứ cố gắng. Đây nhỉ? Ừ. Đây này, cắm vào đây này. Cắm cái bột cái ngang này. Đấy đừng đổ qua bên này là được. Vợ Thành bảo là ăn cơm ở đâu? Thành vợ Thành ở đâu? Ăn cơm ở nhà Thành ấy. À. Anh vẫn đi đấy gì? Anh xuống đấy mà. Ok, xuống bản để nấu cơm thôi các bạn ạ. Sương mù lúc nào cũng dày đặc như này các bạn ạ. Mình thử để ý cái chỗ mà bên ngoài lán này, cái đường trơn bên ngoài lán đất đỏ là chưa khô một ngày nào. Ngày nào mình đi ướt. Không biết là bao giờ nó mới nắng như mấy hôm trước. Này nắng như mấy hôm trước nó cũng đỡ đấy. Mang xe vào được, nhưng còn cứ kiểu này thì hơi căng đấy. Hôm qua có hòn đá lăn xuống đây vỡ cả cái máng chuồng trâu. Đang sửa lại à? À, để hôm nào sửa sau cũng được. Bây giờ là mùa, bây giờ nó bận không ở nhà chăm trâu được. Ừ. Có hai vợ chồng. Hôm qua chơi một hòn vào đấy à? Ừ. Một hòn bên này xong rồi hai hòn dưới này xong bê ra hết đấy. À dạ. Thế cả đường đi ở trong bản thì nó lầy lội như thế này đấy các bạn. Này phải có nắng nhiều ngày nó mới khô được cái đường này. Bà con đi những cái đoạn này rất là vất vả luôn, nhất là các cháu đi học nhằm nhuốc. Bà con đi làm hay đi chợ các thứ toàn phải đi ủng trơn. Cũng may là ở những cái đường ở trong bản này nó đất nó là lẫn đá các bạn nhé. Nó pha đá nên là nó không bị thụt. Nó bẩn, nó trơn nhưng mà nó lại không lầy lội, không lầy lội quá. Mù mịt luôn. Chút nữa mình vào trong này có những cái cành đào, cành mận cổ thụ quay cho các bạn xem. Đẹp lắm. Mùa này các bạn đi check in chụp ảnh ở các bản làng vùng cao thì tha hồ mà chụp ảnh hoa đào, hoa mận. Về ngành du lịch ở trên Tây Bắc vào cái mùa này, không biết là các bác có xem được những video này không. Nhất là mình thấy ở cái khu vực Yên Bái rất là nhiều bản làng có hoa đẹp, nhưng mà vào cái mùa này lại không thấy có một cái lễ hội gì mà hướng về hoa đào, hoa mận để du khách có thể lên trải nghiệm, lên chụp ảnh và tận hưởng luôn cái mùa lễ hội ấy. Như này, đẹp như này cơ mà. Bạt ngàn như thế này cơ mà. Đấy. Cây thì cổ thụ, rêu phong. Xong là kèm theo cả sương mù. Những hình ảnh mái nhà xa xa. Ở đâu ra được những hình ảnh. Nhưng mà nó phải nắng lên một tí cơ thì nhìn nó hình ảnh nó gì nhỉ, nó cái nền hoa đào trắng này nó hoa mận trắng này nó nổi hơn, chứ còn hoa mận trắng này mà lại với cái sương mù thì nó lại không nổi bằng cái hoa đào nữa nhé. Hoa đào với sương mù thì đẹp hơn. Đây toàn những gốc cây mận cổ thụ bát ngàn một màu trắng luôn. Ngày mai ngoài kia mà lúc nào còn nắng nên mình bay flycam cho các bạn xem. Này. Bát ngàn luôn. Cảnh quá đẹp luôn các bạn ạ. Toàn những cây to như này cơ mà. Gốc này to hơn người mình. Đây, khu vực trung tâm của bản đây. Rất đông nhà luôn. Ô, nhà kia còn xay ngô bằng cái cối xay tay này. Vào xem một tí xem nào. Hay chưa? Lâu lắm mới được nhìn thấy cái này, cảnh này này. Mình cứ tưởng cái gì kêu nhá rông. À, nghiền ngô à bà? Nghiền ngô à? À. Đây các bạn này. Đấy, bà con vẫn dùng cái máy nghiền này để mà nghiền ngô cho gà, cho gà ăn đây này. Những hình ảnh quá tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, không lên vùng cao thì các bạn không thể biết. Nếu không có những cái thước phim này chắc chắn là các bạn khó mà nhìn thấy những cái hình ảnh như thế này. Một bà cụ ngoài 70, chắc tầm 80 tuổi rồi, vẫn dùng cái cối xay ngô như thế này. Quá tuyệt vời. Mình rất thích những cái hình ảnh như thế này luôn các bạn. Ở trên này thì đặc biệt là không có điện các bạn nhé. Bà chắc không nói tiếng Kinh nên là mình, kể cả mình nói bà cũng không biết được đâu các bạn. Đấy, sản phẩm đây, để cho gà ăn đây. Bà biết nói tiếng Kinh không? Chị Pô Lũ Xúa. Ồ, chị Pô Lũ Xúa. Cho gầy ca ăn à? Gà ca ăn à? Nỏ à? Ca nỏ? Bua. Bua á? À, bua là cho lợn các bạn nhé. Cho lợn ăn. Đó. Thế hệ 9x đổ lên thì mình nghĩ chắc chắn là các bạn là rất là khó nhìn thấy cái cảnh tượng này. Rất hiếm thấy luôn. Hôm nay A Tú cũng rất là may mắn để nhìn thấy cái cảnh đúng đậm chất vùng cao. Một bà cụ người Mông xay cối đá đây. Có mệt không? Ủa, có mệt không bà? Chưa mua cá. Không có gà. Đẹp thế. Xin chào nhá. Chào bà nhá, con đi xuống dưới nhá. Vâng. Đây, nhà A Thành ở bên dưới này. Đấy, bên này có cái cây mận toàn là ấy này. Toàn là dây phong này các bạn này. Đẹp chưa? Nó phải dây phong cổ kính như này cơ nhìn nó mới đẹp, chứ còn nếu mà trồng mấy mới ấy, như hôm nọ mình đi Cao Bằng ở đây người ta trồng mới ấy, nhìn nó không được đẹp mấy các bạn. Nhỏ rông, vâng, đang nấu cơm à? Ua mó à? À, Tú đi xem cái hoa này tí nhá. Quanh mỗi nhà một tí. Đây, nhà nào nhà đấy đang nấu cơm này. Nhỏ rông. Cái này đến mùa quả chắc là ngon lắm đấy các bạn ạ. Wow, đẹp thế. Các bạn lên du lịch Tây Bắc thì nên lên, nếu mà chụp hoa đào hoa mận thì lên mùa này các bạn nhé. Qua đi một thời điểm nữa chắc là hết đấy, chắc tầm khoảng độ 10 ngày nữa là chắc nó rụng đấy. Cái điểm này là thiền điểm đẹp nhất. Đây, thời tiết thì bên ngoài thì rất là lạnh. Vào trong bếp của nhà Thành. Đấy, mấy anh em đang nấu cơm ở đây các bạn. Nhờ vợ chồng A Thành. Chiều nay thì chuyển lán vào, vợ A Thành với A Thành đang bảo là nếu mà không dựng được lán thì anh Tuyến vào đây mà nghỉ ở cái bếp này thì cũng, nếu mà được như thế thì tốt quá. Không biết là để xem tình hình chiều đấy. Chỉ sợ đây nó đi lại hơi xa à nhỉ. Còn lán ở trên kia thì nó ở công trường luôn. Nhưng mà bọn mình nó thì nó tự nấu ăn nó cũng khổ. Ừ. Còn mình tự nấu cũng khó. Trứng rán với lá kiệu. Ra đây xem cho các bạn xem cái loại dây thừng của người Mông. Cáp lụa thời bao cấp bây giờ vẫn còn có mặt tại bản Mông này các bác này. Ây da, đẳng cấp nhỉ. Hồi xưa mà đi nếu mà bác nào tầm 5 đến 60 tuổi thì chắc mới biết được cái dây thừng kiểu này, tính một đời mình còn chưa biết đấy. Bây giờ mới nhìn thấy thế này. Hồi xưa mà đi bừa về ông nào lười là cái trao này này. Đấy, xong con chó nó ở dưới nó nhai, sáng hôm sau đi lại hụt bằng này. Cứ mỗi lần đi hụt bằng đấy 3 hôm là vứt. Đấy. Nó nhai như này mà. Hết chắc lắm nhá, cái này đi kéo gỗ bằng da trâu các bạn nhé. Da trâu, da bò, phơi khô. Dài lắm đấy. Dài. Cái gì em? À, có chứ, rửa nước nóng qua đi em. Hai tảng cái giường ấy. Cũng rất là may mắn trong đợt vừa rồi để được chú Ngô Tri Hiếu và một chú ở Hải Phòng gửi tặng cho anh em với bà con cái cá mắm, cá biển, không phải cá biển, cá mắm mà cá biển. Anh em ăn trong suốt thời gian vừa qua cũng cải thiện được rất nhiều thức ăn các bạn. Hôm qua thì có hôm kia có mấy đoàn khách du lịch qua nhà mình chơi, xong là có một chú mình xem lại, có một chú gửi tặng cho mấy anh em ở trên này mua đồ, mua thức ăn, đó là chú Hoàng Tiến Lai ở bên Na Uy, có vào thăm tận nhà A Tú các bạn ạ. Chú ở bên Na Uy về nước rồi, chú vào tận nhà để tặng cho anh em A Tú là 2 triệu đồng để mua tăng cường thêm thức ăn, ăn ở trên lán trại để có sức khỏe mà đi làm. Đấy, rất là cảm ơn chú Hoàng Tiến Lai ở bên Na Uy. Cảm ơn chú rất là nhiều. Thôi, nó mó thôi nhỉ. Cong ở lưới luôn. Mua ăn nước mắm nha, đừng có tao tại mình làm bánh lợn cũng mua. Ăn nước mắm. Rau nhà mình trồng ấy nhỉ. Ngon. Đây hiện tại thì anh em đã lên đến lán rồi, sương mù dày đặc luôn các bạn. Thì bây giờ là lấy tất cả các cái đồ đạc máy. Những đồ đạc như này là mang đi. Đồ đạc máy móc. Đây này, mấy cái loại đồ này này. Đấy, khó phết đấy nhỉ. Lái xe máy à? Lái xe máy không? Lái xe máy là đi máy xăng. Đi bộ xăng mà. Mấy chị em đi bộ lên nữa nhỉ. Đây này, cá khô vẫn còn cả một thùng. Nhiều cá phết. Đi mấy xe máy lên đây? 3 xe à? 3 xe. Thì cứ dần dần thôi, chuyển được con nào bằng đấy. Tối nay có thể là anh dở phết nhỉ. Lại lên ngủ đây cũng dở đi lại. Tốt nhất. Lên... Hả? Nếu lên ngủ đây thì chuyển một ít đi. Còn hay là phải chuyển như đằng nào chả chuyển. Mình chuyển cái đồ đi. Cái máy kia khó phết đấy. Cái máy nào? Máy khoang này. Máy đục chứ không sao, vào đến đấy rồi thì không sợ đâu. Bây giờ chỉ chuyển cái lán này, khu vực lán này đi thôi. Đây này, máy móc này. Các bạn trang thiết bị đầm dùi các thứ để tập kết đúng nhà sấy làng ấy, để được ấy. Nhà đấy để ở gần đường ấy. Hơn một tháng trời các bạn ạ. Cái lán này rất là chất chứa rất là nhiều cái kỷ niệm của anh em ở trên này. Cũng vui ở hoang vu giữa rừng già này cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ máy móc chuyển xuống dưới kia thì bắt buộc là phải di chuyển xuống dưới kia để theo máy và đồ đạc được quản lý các bạn ạ. Cảnh ở đây thì đẹp thì quên lối về thật rồi. Mấy hôm trước thì nhìn nó nắng nó thoáng nữa, sương mù dày quá. Mấy em bé này đi học về thế này. Nhớ rông, hỏi thăm tí nào đi học ở đâu về mà nhìn lạ thế này. Con mèo ấy. Hả? Trốn học rồi. Trốn học à? Mày trốn học mách cô Táo. Đội này học ngoài trường anh? Ở ngoài xã à? Đội này ngoài xã quá. Cái nào bé bé cho vào tải ấy. Ẻm này đi đâu vậy? Bộ xưa. Bộ xưa? Ừ, trồng đâu mà để đi bộ thế này? Tháo chí là cái gì? Hả? À, đi chở phân à? Hả? Cái đấy là cái ấy đấy, cái bình liter của máy xúc ấy. Đấy, bây giờ các bác mà lên chơi với A Tú thì được ngủ ở bản luôn rồi, không phải là ngủ ở rừng nữa. Lần này là lán doanh trại là được di chuyển vào hẳn trong bản, vẫn dựng lán các bạn nhé. Ngủ ở nhà dân thì cũng có nhiều nhà cho anh em ngủ nhờ thôi, nhưng mà nhiều lúc cũng đồ đạc rồi là con người, nhiều lúc bà con đi làm với các thứ, anh em ngủ đấy cũng ngại. Thôi cứ nhất là cứ làm cái lán ra đi cho nó tự nhiên, thoải mái. Đây, mấy chị em đi đến đây rồi. Thế nào từ nhà đến đây hết khoảng bao nhiêu phút? Ui, ngon đấy. Cái quả này ngon đấy. Chắc phải tầm 30 phút. Cho anh mà xin một quả nhót nào. Nhót người Mông à? Nhót trồng ở trên bản là nhót người Mông. À. Chua quá, ôi ngon quá. Nó ăn quả gọi là gì hả? Nó chứ ờ. Hôm trước dựng lán cũng mất một ngày đấy các bạn ạ. Hình như sang ngày thứ hai đấy mới xong được là quả lán này đấy. Bảo là dưới kia là các ẻm bố trí cho hai em người Mông mà chả thấy đâu thế này. Chán chứ. Mấy anh em toàn ngủ với nhau khốn thôi. Rộng phết, cái lán này ngủ nghỉ thoải mái. Mát, được cái nó mát. Nếu mà ở dưới kia mà cái mái bạt này mà không thể nào mà ngủ đâu. Nhưng ở trên này nó mát các bạn ạ. Đấy, mấy cái bình này cho lên xong đi một chuyến đi. Thế này đấy. Cái này để cho cái này đi. Mình có cả thế rồi. Đừng phá lán nhá, để mà mai sau ví dụ mà vật liệu vật liếc ấy. Cái đấy buộc lại đi em ạ. Thì lấy bạt thôi, đừng có phá lán nhá. Mày áo cái gì mồ, có tay. Phú Lộ nó có ha. Cái này. Ra thấy là hai cái túi ngủ thì đặt ngủ cái mình ngủ cái, còn anh Tuyến là chăn. Tối nay mình lại lấy túi ngủ mình ngủ, túi qua ngủ ngoài kia rét. Vợ đã sắm cho cả một cái đệm bé bé lên nhưng mà lạnh quá không chịu được. Ở ngoài sái các bạn ạ, ngoài cá mình đo là thấp hơn ở đây là có 100 m thôi, chung là gần tương đương với nhau. Cái áo của ông nào đấy, áo của ông Đạt. Đạt bao giờ lên? Đạt à? Đạt bảo là bao giờ bà Tông bà con đổ bê tông thì lại lên giúp bà con. Đệm anh em đây này, rất là đơn giản thôi, bạt ở dưới gỗ này, xong đến bạt này, xong đến chiếu này, xong là đến một lớp chăn. Nói chung là may có các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ anh em là túi ngủ này với lại chăn, thế nên là nó cũng ngủ được. Cũng còn mấy hôm đầu nó không thể nào mà ngủ được, mình nhớ mãi cái hôm đầu không ngủ được luôn ấy. Mấy hôm nay nó còn rột cơ, anh Tuyến bảo hôm qua mưa nó rột ướt hết cái chăn đây này, đây này. Này nước này. Đấy, buộc vào ngày mai lại lợp đấy. Cho cái mái đi. Mái xuống ngày mai lợp đi. Xong rồi, giờ là bà con trở về thôi. Điều này mai sau phải chế là cái bộ bằng khung sắt các bạn ạ. Đi đến đâu là dựng cái đấy hay ấy. Yeah. Bảo là cái này mai sau làm chế một cái bộ như kiểu lán đám cưới ấy, vặn vặn. Đi đến đâu dựng đến đấy. Không ổn á? À? Ừ nhờ, đúng rồi. Gió to lắm, gió trên vùng cao đấy. Mấy hôm trước mình cứ tưởng nó đổ lán đấy nhưng mà không đổ được. Lán nó cũng chắc chắn. Một tao tạo rằng phố nó thuê tôi sang tàu căn mà. Đây, một tiểu đoàn Háng Đay đã về bản. Này ạ, bây giờ là về luôn nhá, xong là làm để đồ gần đấy. Thì nếu mà chị em còn sớm thì chặt cây chặt kiếc trước đi, sáng mai để đội kia làm nhé. Mùi chế à? Mùi chế à. Đấy, nhìn hình ảnh đẹp chưa? Bà con chuyển đồ về làng rồi. Bên này không sao. Nào. Ôi, bập số. Đấy, một đồ đạc thì 5 người phụ nữ này và 4 chuyến xe máy các bạn ạ. Hết đồ, toàn sắt vụn. Nhưng mà không có cái đống sắt vụn này là chịu đấy, không làm được việc đâu. Ok, các bạn ơi, vậy là chính thức ngày hôm nay thì doanh trại của A Tú sẽ rút quân xuống bản. Và chúng ta sẽ tiếp tục những tập phim tiếp theo ở phần dưới bản, mà phần khó khăn nhất, phần nguy hiểm nhất, mà phần khó khăn nhất sẽ được diễn ra từ ngày mai. Từ ngày mai đổ đi là bắt đầu là chương trình phức tạp nhất. Nếu mà giải quyết được xong chỗ đấy là chúng ta đã xong được giai đoạn đầu. Đấy, chia ra làm 3 phần các bạn ạ. Phần 1 mở đường, phá tuyến là chúng ta đi được khoảng 2/3 rồi. Còn một phần khó nhất thôi. Đấy, sau khi mà hết phần 1 phá tuyến thì sẽ đến phần chở vật liệu. Sau khi mà chở vật liệu ổn định, bắt đầu là cùng bà con sẽ đổ. Đấy là phần cuối cùng, là phần 3 là phần đổ bê tông. Thì hiện tại đã gần xong cái phần phá tuyến rồi. Chuyển doanh trại xuống phía dưới bản. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Bây giờ là buổi chiều rồi, bà con đi bộ đến đấy chắc cũng gần tối rồi. Anh Tuyến thì vẫn làm trong đấy để tối nay ngủ ở nhà dân bản. Ngày mai tiếp tục công việc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Dựng lán trại ở bản Háng Đay. Xin chào.